Rồi chúng ta sẽ đi qua tiếp một dạng nữa nằm trong bài số 4 này ha. Đó là dạng số 2. Chứng minh hai đường thẳng song song. Thật ra cái bài mà chứng minh hai đường thẳng song song này á thì các con đã gặp rất là nhiều rồi đúng không? Để chứng minh hai đường thẳng song song thì thường chúng ta sẽ gặp chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, đúng rồi, chính xác. Đó là cái điều mà các con hay dùng nhất đúng không? Ở lớp 7. Đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta gì? Đúng rồi, từ vuông góc đến song song, đúng không? Từ vuông góc đến song song chúng ta cũng đã được học ở lớp 7. Rồi, cái gì nữa ta? Cái gì mà chúng ta được học ở lớp 8 cũng liên quan đến song song? Đúng rồi, đó là định lý đảo của định lý Thales, đúng không? Ba cái, 1, 2, 3. Rồi cái gì nữa? Tiên đề Euclid, đúng không? Tiên đề Euclid cũng học ở lớp 7 rồi. Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng thì chúng ta chỉ kẻ được một và chỉ một, đúng không? Vậy thì chúng ta ở lớp 7 chúng ta có ba cái. Thứ nhất đó là gì? So le trong đồng vị, đúng không? Để chứng minh đường thẳng song song. Thứ hai đó là từ vuông góc đến song song, đúng không? Thứ ba đó là tiên đề Euclid. Còn lên lớp 8 chúng ta học định lý đảo của định lý Thales, cũng là chứng minh song song, đúng không? Bây giờ chúng ta làm gì để chứng minh song song ở đây? Chúng ta sẽ vận dụng một trong bốn cái đó, đúng không? Để chứng minh, hoặc là chúng ta có một cái cách nào khác để chứng minh song song không? Đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem phương pháp nha. Thứ nhất là bạn có thể chứng minh hai đường thẳng song song để chứng minh hai đường thẳng tạo với đường thẳng thứ ba cắt nhau tạo thành một cặp góc so le trong. Vậy chúng ta sẽ lựa chọn cái phương pháp của năm lớp 7, đó là sử dụng góc so le trong, được chưa? Để chúng ta làm. Vậy chúng ta sẽ áp dụng làm bài 28. Vậy đã định hướng rõ ràng rồi. Tôi dùng ngay kiến thức ở lớp 7, đó là cặp góc so le trong, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta làm bài 28. Cho hai đường tròn cắt nhau tại A và B. Đó là ý thứ nhất. Vẽ, ai cũng vẽ được ý này. Đúng các bạn, có ai không vẽ được ý này không? Chắc chắn rồi, đúng không? Cho hai đường tròn O và O phải cắt nhau tại A và B. Chắc chắn ai cũng vẽ được. Rồi, ý thứ hai. Tiếp tuyến tại A của đường tròn O phải cắt đường tròn tâm O tại điểm thứ hai là B. Cái này chúng ta đã vẽ được rồi ở bài 29 rồi, đúng không? Vậy thì qua bài này thì dễ. Chắc chắn là lớp mình đã vẽ được. Rồi, tiếp. Tia BP cắt đường tròn O phải tại Q. Cái này lớp ta cũng làm được. Rồi, vậy chứng minh đường thẳng AQ song song với tiếp tuyến tại B của đường tròn tâm O. Được chưa? Vậy thì các con cứ vẽ, cứ đi theo từng cái, từng vòng. Được chưa? Rồi, sau đó chúng ta chứng minh. Được chưa lớp? Rồi, bây giờ chúng ta vẽ nhá. Đầu tiên, cho đường hai cái đường tròn cắt nhau. Đúng không? Cho hai cái đường tròn cắt nhau. Đó là đường tròn tâm O và đường tròn tâm O phải cắt nhau. Các bạn ghi cái này phải cũng được, cái này O cũng được. Được chưa? Đó là tùy thuộc vào các bạn thôi. Cắt nhau tại A và B. Đó, cắt nhau tại A và B. Bây giờ vẽ tiếp tuyến tại A. Đây, tiếp tuyến tại A nhá. Rồi, cắt đường tròn O phải tại B. Tiếp tuyến thì phải vuông góc với bán kính tại tiếp điểm. Nên là cô lại kéo cái đường này là bán kính nha. Cô lại mang nét đứt nha con. Vậy thì cái góc ngay chỗ này chắc chắn là phải là góc gì rồi? Đúng rồi, đó là góc vuông. Đúng không? Vuông góc nha. Vuông góc. Đây, này vuông góc nha. Đó, lại con vuông góc này. Vuông góc với bán kính tại tiếp điểm, đúng không? Rồi, tiếp tục. Cắt điểm này tại B, điểm thứ hai tại B đây con ha. Rồi, tia PP. Tia PP này, PP này, đó. Tia PP này, kéo ra, kéo dài ra. Rồi, tia PP, đấy, tia PP. Cắt đường tròn O phải tại Q. Thấy chưa? Chậm chưa? Rồi, cắt tại Q. Chứng minh rằng BQ nối lại BQ nhá. Xin lỗi, AQ nối lại AQ. AQ sẽ song song với ai? Song song với tiếp tuyến tại B. Tiếp tuyến tại B, và tiếp tuyến tại B thì phải vuông góc với bán kính tại tiếp điểm. Nên các bạn nối cái bán kính cho cô nha. Đây, tiếp tuyến tại B. Đó là vuông góc. Đúng không? Tuyến tại B. Được chưa con? Vậy bây giờ làm sao đây? Hồi nãy cô lại nói rồi. Và tiếp tuyến này các con có thể bỏ đi, không cần thiết nha. Rồi, bây giờ chúng ta không liên quan thì thôi. Được không? Chúng ta chỉ đi qua điểm B, con kẻ một cái đường thẳng. Được chưa? Và bây giờ con chứng minh cái tiếp tuyến này.
và cô lại đặt cái B này là BX. Vậy nhiệm vụ trong bài này là chúng ta sẽ phải chứng minh AQ này song song được với BX. Đó. Muốn chứng minh song song, suy nghĩ ngay đến cặp góc. Đúng rồi, cặp góc sao lê trong. Đúng không? Cặp góc sao lê trong. Vậy con sẽ chứng minh góc nào bằng góc nào? Muốn chứng minh song song thì nghĩ ngay đến cặp góc sao lê trong. Vậy chúng ta sẽ suy ra được góc nào đây? À, cái góc mà có khả năng bằng đó là cái góc này. Đúng không? Và góc này nó nằm ở vị trí sao lê trong. Đúng không? Nó nằm ở vị trí sao lê trong. Vậy thì cô lại sẽ chứng minh góc AQB. À, AQB bằng với góc XBQ. Đó là cặp góc sao lê trong. Đúng không? Nếu như hai góc này bằng nhau thì cô lại suy ra hai thằng này song song. Bây giờ có cách nào để chứng minh hai góc này bằng nhau? À, vậy câu hỏi đầu tiên giống như lúc nãy cô lại nói, góc đó là góc gì? Đúng không? Góc này là góc gì? Đúng không? Rồi câu hỏi tiếp theo, góc này chẳng cung nào? Đúng không? Và cái câu hỏi thứ ba là góc này bằng với góc nào? Đúng không? Vậy đầu tiên mình hỏi xem góc này là góc gì? Các con hỏi thử xem góc này là góc gì? A, Q, B. À, A, Q, B. Vậy A, Q, B phở. À, B bò. À, đây là góc nội tiếp. Đúng không? Nó là góc nội tiếp. Và nó chẳng cung nào? Nó chẳng cung AB. Nó chẳng cung AB. Ôi, nó chẳng cung AB. Vậy làm sao đây ta? Sao đây ta? Góc này chẳng cung AB. Quá, làm sao nữa? Nó bằng cái gì ta? Ồ, nó bằng cái gì? Đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta thấy chả có cái gì hết. Bây giờ nếu mình đọc lên thì nó chẳng này. Còn đây là góc gì? Theo con, à, đó là góc tạo bờ trực tuyến với dây cung. Vậy nó chẳng cái cung bên này. À, B phở, B bò. Và B bò, B phở đúng không? Là PP. Vậy thì giữa thằng này với thằng này có gì đâu liên quan. Đúng không? Vậy thì anh này là góc nội tiếp. Anh này chẳng cung AB này. Anh này là góc tạo bờ tiếp tuyến và dây cung. Này này chẳng bên này. Vậy là chẳng cung này. Hai này đâu có gì liên quan đâu. Đúng không? À, vậy thì chắc chắn rồi. Nó phải thông qua một góc thứ ba. Đúng không? Phải thông qua một góc thứ ba. Vậy chúng ta nhìn xem có cái góc nào mà nó bằng được với anh này không ta? À, hoặc là có cái góc nào mà nó bằng với cái góc anh này không ta? Đúng không? Vậy thì chúng ta nhìn xem nào. Nhìn xem à, góc này là góc nội tiếp chẳng cái cung này. À, à, góc này là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Đây, góc này đúng không? Đó, góc này là góc tạo bởi tiếp tuyến này. Đúng không? À, tiếp tuyến này và dây cung này. À, chẳng cung AB luôn. À, vậy thì cái góc này bằng góc này. Đúng không? Góc này bằng góc này. Ủa vậy thì góc này với góc này làm gì bằng nhau? À, nhưng mà trong đường tròn tâm O này. À, trong đường tròn tâm O thì cái ông này lại là góc góc gì? À, nó là góc ở tâm. À, xin lỗi, nó là góc nội tiếp. Vậy nó chẳng cung này luôn chưa? À, vậy thông qua góc trung gian. Đúng không? Thông qua góc trung gian. Đó là góc thứ ba. Được chưa? Thông qua góc trung gian đó là góc thứ ba. Thì con có thể chứng minh được anh này bằng anh này vì chẳng cung AB. Đúng không? Rồi trong đường tròn tâm O thì anh này bằng anh này cùng chẳng cung này. Đúng không? Từ đó chúng ta theo tính chất bắt cầu thì con sẽ suy được anh này bằng anh này. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta suy luận tiếp ha. Đúng không? Chúng ta tiếp tục suy luận tiếp. Mà à, mà cái góc AQB, AQB lại bằng góc BAB, bằng góc B nha, BAB. Vì sao? Dạ, nó vì cùng chẳng cung AB. Đúng không? Cùng chẳng cung AB. Được chưa con? Rồi tiếp tục lại là cái góc BBX. À, BBX. À, bằng góc BAB, BAB lại cùng chẳng cung BB. Đúng không? Lý do đúng không? À, vậy thì anh này đây là hệ quả của góc nội tiếp trong đường tròn tâm O phẩy. Và anh này chính là hệ quả của góc nội tiếp trong đường tròn tâm O. Đúng không? Dễ chưa? À, dễ, quá dễ đúng không? Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Ừ, đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày cái bài này như sau. Sau khi chúng ta lập luận sơ đồ tư duy xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm ngược lại. Đúng không? Chúng ta làm ngược lại. À, xét đường tròn tâm O phẩy, xét đường tròn tâm O. Và chúng ta làm ngược lại quá trình của chúng ta là xong nha. Coi cô là đó. Rồi chúng ta chứng minh
xét đường tròn tâm ô. À, đầu tiên nó là góc gì? Câu hỏi luôn luôn đặt ra chúng ta, nó là góc gì, nó chẳng ai, đúng không? Xét đường tròn tâm ô, được chưa? Thì cái góc BBX của chúng ta là góc tạo bởi, BBX của chúng ta là góc tạo bởi tiếp tuyến và giải cung. Nó chẳng cung BB. À, chẳng cung BB. Rồi tiếp tục, góc BAB là góc nội tiếp. BAB là góc nội tiếp và cùng chẳng cung BB luôn. Từ đó cô lại suy ra được hai góc này bằng nhau theo hệ quả. Được chưa? Cô lại đặt đó là một, đúng không? Rồi tiếp tục xét đường tròn tâm ô phẩy. À, ô phẩy thì chúng ta lại có góc BAB. Lúc này đối với đường tròn tâm ô phẩy nó không còn là góc nội tiếp nữa, mà nó là góc tạo bởi tiếp tuyến và giải cung nha. Nó là góc tạo bởi tiếp tuyến và giải cung, và nó chẳng cung cho cô lại đó cung AB. Được chưa? Tiếp tục xét đường tròn tâm ô phẩy nữa thì cái anh AQB là góc nội tiếp chẳng cung BB luôn. Vậy từ đó con suy ra được hai góc này bằng nhau theo hệ quả, đúng không? Từ 1 và 2, đúng không? Từ 1 và 2 có xong điều này, có xong điều này chưa? À, từ 1 và 2 thì cô lại suy ra hai góc này bằng nhau, đúng không? À, vậy từ 1 và 2 cô lại suy ra được góc AQB bằng góc XBQ, đúng không? Và theo tính chất bắc cầu, đúng không? Theo tính chất bắc cầu. Và khi theo tính chất bắc cầu rồi thì sao? Vì hai cái góc này lại nằm ở vị trí sao lê trong cái câu này nha. Cái câu này các bạn hay quên lắm. Khi các bạn làm bài các bạn hay quên nó. Các bạn thường là các bạn suy ra cái đây rồi các bạn suy ra sao lê trong luôn. Người ta không chịu, đúng không? Không chịu nha. Vậy thì các bạn bổ sung cho cô cái đi này. À, góc AQB bằng góc BPX, đúng không? Và nó nằm ở vị trí sao lê trong. À, suy ra hai cái đường thẳng này sao? À, đúng rồi. Suy ra hai đường thẳng này song song. Xong rồi. Vậy xét hai đường tròn, đường tròn tâm ô và đường tròn tâm ô phẩy, suy ra được một, đường tròn tâm ô phẩy suy ra được hai, từ một và hai suy ra hai góc này bằng nhau, hai góc này bằng nhau, mà hai góc này nằm ở vị trí sao lê trong nên suy ra nó song song hết, đúng không? Vậy cái bài tập của chúng ta cũng rất là dễ, à, nên đừng có nghĩ rằng toán hình nó khó, đúng không? Vậy thì từ nay về sau chúng ta sẽ nói là à, toán hình rất dễ nếu tôi biết vẽ hình, đúng không? Và cái thứ hai, nếu tôi biết lập luận như thế này thì mọi chuyện đối với tôi nó dễ. Được chưa con? Rồi, tiếp tục. Chúng ta sẽ đi qua tiếp bài số 2. À, xin lỗi, dạng số 3. À, chúng ta sẽ đi tiếp tục qua bài dạng số 3 nha con. À, dạng số 3 đây là cái gì đây? À, chứng minh một tia là tiếp tuyến của đường tròn. À, chứng minh một tia là tia tiếp tuyến của đường tròn. Vậy muốn chứng minh một tia là một tiếp tuyến của đường tròn thì dễ quá, đúng không? Chúng ta đã học rồi, nó vuông góc với bán kính tại tiếp điểm thôi thì nó là tiếp tuyến của đường tròn, đúng lắm, đúng không? Rồi, vậy chúng ta sẽ áp dụng làm bài 20. Vậy phương pháp của chúng ta rất đơn giản nè, bạn hãy chứng minh tia này vuông góc với bán kính, đúng không? À, và đi qua góc của tia, thế thôi. Vậy bạn chỉ cần chứng minh nó là vuông góc với bán kính tại tiếp điểm thì nó là một tiếp tuyến của đường tròn. Hoặc bạn có thể dùng phương pháp phản chứng. À, thì cái phương pháp này nó khó hơn. Đầu tiên tôi sẽ đưa ra giả sử nó không phải là tiếp tuyến. À, rồi sau đó chúng ta sẽ buộc nó phải là tiếp tuyến. Được chưa con? À, thì cái cách này thường các bạn không thích làm lắm, bởi vì cái này nó rắc rối nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng làm bài 30. À, chứng minh định lý về... Được chưa con? À, nếu góc PAX với đỉnh A nằm trên đường tròn tâm ô, một cạnh chứa dây cung AB, số đo của góc bằng một nửa số đo của cung AB căng dây đó, và cung đó nằm bên trong góc đó, thì cạnh AX là một tiếp tuyến của đường tròn. À, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ biện luận cái gì ở đây? À, các con sẽ biện luận cái gì ở đây? À, chúng ta nhìn lại và sau đó chúng ta vẽ hình nha. Cho đường tròn tâm ô. Cho đường tròn tâm ô. Chắc chắn rồi, để vẽ chúng ta phải cho đường tròn tâm ô. Đúng không? Góc AB. AB. Đúng không? Góc AB.
đỉnh A nằm trên đường tròn, một cạnh AB là dây nè, và nó có số đo bằng một nửa số đo của cung bị chặn. Số đo của nó bằng một nửa số đo của cung bị chặn. Thì và cung nằm bên trong cạnh AX đây. Cung này nằm bên trong cạnh AX. Vậy thì AX này là một tiếp tuyến của đường tròn. Bây giờ chúng ta sẽ trên nửa đường tròn tâm O nha con. Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa tia AX. Ta vẽ tia. Đây là cách chứng minh phản chứng. Cô Lai sẽ kẻ cái tia AX phải. Được chưa? AX phải là một tiếp tuyến của đường tròn. Và sau đó cô sẽ chứng minh rằng cái AX phải này nó phải như thế nào. Nó phải trùng với AX. Được chưa? Vậy bây giờ cô Lai sẽ vẽ một cái tiếp tuyến. Rồi. Được chưa con? Đó. Và cô lại kể nè, trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa AX. Đó, chúng ta ghi nhá. Trên nửa mặt phẳng. Đi chưa? Trên nửa mặt phẳng bờ AB. Trên nửa mặt phẳng bờ AB. Đúng không lớp? Bờ AB nha con. Được chưa nào? Bờ AB có chứa tia AX. Có chứa tia AX. Cô Lai sẽ vẽ cái gì? Ta sẽ vẽ AX phải. Ta vẽ AX phải. Sao cho AX là tia tiếp tuyến. Tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Đường tròn tâm O. Phải không? Thì chúng ta sẽ được cái gì? Ta được cái gì con? Ta được cái B AX phải này. Nó sẽ bằng 1 phần 2 số đo của cung AB. Đúng không? Bằng 1 phần 2 số đo cung AB. Mà theo giả thuyết thì con cũng có BAX cũng bằng 1 phần 2 số đo của cung AB. Cái này là theo giả thuyết, đúng không? Đó, theo giả thuyết người ta cho. Vậy thì từ đây con mới suy ra điều gì? Đúng rồi, từ đó con lại suy ra được BAX phải. Và BAX đúng rồi, chính xác. Nó bằng nhau, đúng không? Nó bằng nhau. Vậy thì con thấy điều gì nhỉ? Từ đó mình sẽ suy ra được AX phải trùng với AX. Trùng với AX. Đúng không? Mình suy ra AX phải trùng với AX. Vậy thì AX là một tiếp tuyến. Vậy AX là một tiếp tuyến. Vậy AX là tiếp tuyến. Vậy AX là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. AX là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Dễ, không có gì, đúng không? Vậy chúng ta chứng minh theo kiểu phản chứng nha lớp nha. Ta sẽ chứng minh theo kiểu phản chứng. Rồi, dạng thứ tư. Dạng thứ tư đó là tính số đo. Tính số đo của góc hoặc cung. Tính số đo của góc hoặc chứng minh một hệ thức giữa các góc, đúng không? Vậy bây giờ muốn tính số đo của một góc thì chúng ta làm gì? Hoặc chứng minh một hệ thức giữa các góc. Được chưa? Chúng ta sẽ học hai bài. Đó là bài 31 và bài 32. Được chưa con? Vậy phương pháp để chúng ta tính đó là gì? Dễ, đúng không? Chúng ta sử dụng các cái định lý. Dùng các định lý số đo về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, hoặc số đo của góc nội tiếp để mà chúng ta giải quyết. Thì nó sẽ bằng một nửa số đo của cung bị chặn. Được không? Hoặc chúng ta có thể dùng định lý về tổng các góc trong một tứ giác. Vậy tổng các góc trong một tứ giác, tổng các góc trong một tam giác. Vậy tổng các góc trong một tứ giác sẽ bằng bao nhiêu?
Đúng rồi, một tam giác sẽ bằng 180 độ, đúng không? Còn tổng các góc cho một tứ giác sẽ bằng 360 độ. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng hai điều này để mà chúng ta tính các góc, hoặc là chúng ta chứng minh một cái hệ thức liên hệ giữa các góc. Được chưa? Chúng ta sẽ đi vô bài 31. Rồi, chúng ta đi theo và chúng ta vẽ nha con. Cho đường tròn tâm O bán kính R và dây BC bằng R. Vậy dây BC bằng R. Vậy đầu tiên cho đường tròn tâm O. Cho đường tròn tâm O. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ nha con nha. Cho đường tròn tâm O và dây cung BC bằng R. Cho đường tròn tâm O. Cho đường tròn tâm O và cái dây cung BC. Chúng ta sẽ vẽ cái dây cung BC. Đúng không? Và cái dây cung BC này nó bằng cái bán kính nha con. Nên là cô lại vẽ toàn bộ nó đều là bằng màu tím hết, đúng không? Vậy thì chứng tỏ ba cái anh này nó bằng nhau. Mà ba cái anh này mà bằng nhau thì chúng ta suy nghĩ trong đầu chúng ta ngay, đây là tam giác gì? Đúng rồi, đó là tam giác đều. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau. Vậy là chúng ta đã giải quyết sơ sơ chưa? Đúng không? Cho đường tròn tâm O dây AB bằng R thì OA, OB bằng OC và bằng BC bằng R. Đúng không? Vậy chúng ta suy ra tam giác đều. Rồi, tiếp tục vẽ tiếp tuyến. Hai tiếp tuyến của đường tròn tại B và C. Vậy tiếp tuyến thì phải vuông góc với bán kính tại tiếp điểm. Nên cô lại vẽ tiếp tuyến nè. Và hai tiếp tuyến này cắt nhau ở A. Tiếp tuyến thì phải vuông góc với bán kính tại tiếp điểm. Vuông góc, vuông góc. Và hai anh này cắt nhau ở A. Đúng không? Cắt nhau ở A. Nha. Nhớ nha các bạn. Cô lại vẽ to hơn một tí cho các con nhìn thấy nè. Đó, tiếp tuyến nha, vuông góc. Đó, vuông góc bán kính tại tiếp điểm. Được chưa? Rồi, bây giờ người ta yêu cầu làm gì? Tính góc, quá dễ. Đúng không? Người ta yêu cầu tính góc B, A, B, C. A, B, A, B. A, B, C. Đúng không? Tính cái góc. Đúng không? Tiếp theo, tính góc B, A, C. B, A, C. Dễ không? Dễ. Đó là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, đúng không? Vậy đầu tiên chúng ta hỏi xem góc này là góc gì? Đúng không? Góc này chẳng cung nào? Đúng không? Góc này là góc gì? Góc này chẳng cung nào? Vậy đầu tiên chúng ta thấy là cái góc này nè, đó là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, đúng không? Vậy đây là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Rồi, góc này chẳng cung nào? Chắc chắn rồi, chẳng cung B, BC. Đúng không? Mà cung BC thì bằng bao nhiêu? Bởi vì cái tam giác này là tam giác đều, đúng không? Nên cái góc, tất cả cái góc này đều bằng bao nhiêu? Đúng rồi, bằng 60 độ. Mà góc này bằng 60 độ thì suy ra cái cung BC cũng bằng 60 độ, đúng không? Vậy thì nó sẽ bằng, cái góc này nó sẽ bằng 1 phần 2 của số đo của cung BC, đúng không? Mà số đo của cung BC thì nó bằng một nửa của góc B, BOC. BOC. Đó. Đúng giờ mà BOC thì bằng 60 độ. Vậy thì vấn đề của chúng ta được giải quyết chưa? Rồi, đúng không? Tiếp tục. Góc BAC. BAC. BAC là góc gì? Ồ, nó không có tên. Không, chả là góc gì hết. Nhưng mà chúng ta biết nó nằm ở trong tứ giác. Đúng không? Mà cái tứ giác này con thấy là góc này 90, góc này 90, góc này 60, góc này đúng rồi, góc này bao nhiêu? Góc đó chúng ta đi tìm. Vậy chúng ta sử dụng tổng các góc trong một tứ giác, đúng không? Chúng ta sử dụng các góc là tổng các góc, góc trong tứ giác. Đó, xong. Vậy là bài toán của chúng ta đã được giải quyết, đúng không? Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ đi giải quyết cái anh này. Làm sao mà cái góc này bằng 60 độ? Lấy ngay giả thuyết để làm, đúng không? Lấy ngay giả thuyết để làm. Xét đường tròn tâm O. Chúng ta giải nha. Cô lại viết bên này nha con. Đó. Rồi, chúng ta bỏ cái phần phân tích của chúng ta ra. Chúng ta bỏ cái phần phân tích của chúng ta ra nha con, giải. Xét đường tròn tâm O.
xét đường tròn tâm O có OB bằng OC bằng BC bằng R. Từ đó chúng ta suy ra được, cái tam giác, tam giác OBC đều, đúng không? Và tam giác này đều, thì con suy ra điều gì? À, suy ra cái góc mà con đang mong muốn, đó là cái góc BOC bằng 60 độ, đúng không? À, mà góc BOC bằng 60 độ thì con suy ra được số đo, của cung BC bằng góc BOC, đúng không? Bằng 60 độ. Rồi, đúng không con? Rồi, tiếp tục. Mà ABC là góc, tạo bởi, tiếp tuyến và dây cung. Chẵn cung nào? À, đúng rồi. Chẵn cung cung AB, đúng không? Chẵn cung AB. Từ đó con suy ra được, đúng không? Con suy ra được góc ABC, đúng không? Nó sẽ bằng 1/2 số đo của cung BC, đúng không? Vậy thì nó sẽ bằng 1/2 nhân cái 60 và con sẽ bằng 30 độ. Dễ, đúng không? Quá đơn giản. Rồi tiếp tục xét tứ giác. Xét tứ giác gì? A, B, O, C. Có, đúng không? Có cái gì con nhỉ? Góc A, đúng không? Cộng góc B, cộng góc O, đúng không? Cộng góc C bằng, đúng rồi, 360 độ, đúng không? Mà con biết rằng góc A của chúng ta là cái góc BAC, nó sẽ bằng bao nhiêu? 360 độ, đúng không? 360 độ. Trừ đi góc B, trừ đi góc O, trừ đi góc C. Rồi, vậy thì sẽ bằng bao nhiêu đây? 360 nè, trừ cho góc B, góc B bằng 90 độ nha, đúng không? Trừ cho 60 độ nè, trừ cho 90 độ luôn. Đó. Và kết quả nó bằng bao nhiêu nhỉ? 180, đúng không? Trừ đi còn 180, 180 trừ đi là 120, đúng không? Và kết quả góc BOC. Vậy, tóm lại, góc góc gì? Góc ABC là bằng 30 độ. Còn góc BAC là bằng 120 độ. Được chưa con?